Liên quan đến vụ việc Kiều Đức Quốc qua vô cớ bị nhóm thanh niên đánh trong quán karaoke, như đã thông tin, tối 17 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án cố ý gây yêu đương tích. Theo đó, tối 19 tháng 8, ông Nghiêm Dĩ Bân, 54 tuổi, mang quốc tịch Đức, cùng nhóm người chơi tới vui chơi ở tầng 6 quán karaoke ở đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tới rạng sáng 20 tháng 8, ông Bân có việc nên đi một mình ra về. Trong lúc Diệp Kiều Đức vào thang máy thì gặp một nhóm nam nữ say xỉn, 5 người gồm 3 nam 2 nữ. Lúc này, ông Bân đứng trước nên bị đánh vào đầu, nhưng không biết ai đánh nên ông quay lại hỏi nhóm thanh niên. Sau đó, hai bên cự cãi lớn tiếng với nhau. Khi thang máy đến tầng trệt thì một thanh niên dấn thân đánh ông Bân. Diệp Kiều Đức chống trả thì nhóm thanh niên xông vào đánh tới tấp, khiến ông này bị yêu đương gục tại chỗ. Ông Bân đã tới công an trình báo. Công an lấy lời khai, chờ giám định yêu đương tích điều tra xử lý theo đúng quy định. Sau khi điều trị, kết quả giám định yêu đương tích của Diệp Kiều Đức vượt qua là 14%. Được biết, ông Bân là người gốc Hoa ở Việt Nam, qua Đức sinh sống và làm nghề đầu bếp được hơn 40 năm và có quốc tịch Đức. Hàng năm ông và con gái đều về Việt Nam hai lần để vui chơi, thăm người thân. Ông vừa về Việt Nam được 5 ngày thì xảy ra vụ việc trên.